Quảng Ngãi chi 14 tỷ đồng, để phục dựng bộ xương cá voi, lớn nhất Việt Nam. Chiều ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang xúc tiến phục dựng bộ xương cá voi, ý hiện lưu giữ tại Dinh Lăng Tân, xã An Vĩnh. Đây được xem là bộ xương cá ông, hay còn gọi là cá voi, lớn nhất Việt Nam, đang được lưu giữ, thờ cúng tại Dinh Lăng Tân, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, cho biết, huyện đang xúc tiến, mời các chuyên gia chuyên ngành để tiến hành phục dựng bộ xương cá voi tại Dinh Lăng Tân. Dự tính tổng kinh phí để thực hiện phục dựng bộ xương cá voi và xây dựng nhà trưng bày khoảng 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Việt, việc phục dựng bộ xương cá voi, hay còn gọi là đồng đình đại vương, sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của cư dân địa phương, đồng thời phục vụ khách du lịch tham quan. Các ngư dân địa phương cho biết, bộ xương cá ông này có chiều dài khoảng từ 24 đến 26 mét, chiều dài mỗi rẻ xương sườn từ 4 đến 5 mét, đường kính khoảng 15 đến 20 cm, riêng đốt xương sống, phải hai người khiêng, và có niên đại trên 250 năm tuổi.